Blackpink để Twice vượt mặt, YG làm liên lụy gà cưng, Jennie trở thành biểu tượng may mắn của EMU. Trong bảng xếp hạng World Album tuần này, Blackpink bất ngờ mất hút trong top 15, riêng BTS để Twice vượt mặt. Tuy nhiên, thành viên Jennie đã lấy lại danh dự cho cả nhóm bằng một thành tích khủng khác. Theo truyền thông Hàn Quốc, mini album mới của Twice, Between 1 and 2 đã lọt vào bảng xếp hạng World Album tuần này ở vị trí số 1. Ngoài ra, sản phẩm của họ còn đạt top 1 trên bảng xếp hạng Top Album Sales của Billboard và bảng xếp hạng Top Current Album Sales. Twice cũng đã tái xuất Billboard Artist 100 ở vị trí số 1 tuần này, khiến nhóm trở thành nữ nghệ sĩ K-pop thứ 2 trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, mini album solo đầu tay của Nayeon, I'm Nayeon, vẫn giữ vững vị trí thứ 7 trong tuần thứ 10 liên tiếp trên bảng xếp hạng World Albums. Điều này giúp nữ thần tượng kéo dài thêm kỷ lục của chính mình, loại album có bảng xếp hạng dài nhất so với các nữ nghệ sĩ solo K-pop trong lịch sử. Tuần này, album tuyển tập của BTS Groups đứng ở vị trí thứ 2 trong tuần thứ 12 liên tiếp trên bảng xếp hạng World Albums và mini album mới nhất của ENHYPEN, Manifesto, Day One đứng ở vị trí thứ 4 trong tuần thứ 5. Ngoài ra, album của Seventeen, TXT, ITZY, NewJeans và aespa cũng có tên trong top 15 của bảng xếp hạng World Albums tuần này với vị trí lần lượt là 5, 6, 11, 12 và 15. Riêng Blackpink hoàn toàn vắng bóng trong top 15. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Blackpink sẽ công phá bảng xếp hạng này nếu full album mới thứ 2 của họ được phát hành sắp tới. Tuy mất hút ở bảng xếp hạng World Album, song Blackpink vẫn duy trì được những thành tích nổi bật khác. Trong đó, thành viên Jennie Blackpink trở thành biểu tượng may mắn của Manchester United sau khi cô diện áo quỷ đỏ trong MV Pink Venom. Cụ thể, trong MV hot hit Pink Venom, thành viên Jennie khiến nhiều fan Manchester United bất ngờ khi xuất hiện với chiếc áo của quỷ đỏ. Đằng sau lưng áo có tên Jennie cùng số 5. Kể từ khi Jennie mặc áo đấu của Man United, câu lạc bộ này liên tiếp gặp may mắn tại Premier League. Thầy trò huấn luyện viên Ten Hag có chuỗi trận thắng liên tiếp từ vòng 3 đến vòng 6. Họ lần lượt giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool, 1-0 trước Southampton và Leicester, sau đó đánh bại Arsenal với tỷ số 3-1. Người hâm mộ K-pop cho rằng bất cứ điều gì liên quan đến Jennie đều trở thành vàng, nghĩa là nâng cao giá trị. Ở chiều hướng khác, fan bóng đá cũng lên tiếng cảm ơn nữ thần tượng vì đã thể hiện sự ủng hộ với Manchester United và khẳng định Jennie chính là lá bùa may mắn của đội bóng này. Thậm chí, trang tin Euroweekly đã đưa một thông tin thú vị liên quan đến Jennie. Hãy quên Elon Musk đi, chỉ có Jennie mới có thể cứu được Manchester United. Trước đó, khi MV Pink Venom được phát hành, hình ảnh Jennie mặc áo Man United trên trở nên nổi tiếng và được chia sẻ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Chiếc áo đấu của quỷ đỏ nhanh chóng cháy hàng trên một số website bán áo chính hãng. Không chỉ vậy, theo truyền thông quốc tế, cổ phiếu của Man United cũng lập tức tăng lên. Điều này cũng thể hiện tên tuổi của rapper nhà YG Entertainment gia tăng đáng kể và phổ biến trong thế giới bóng đá. Một người hâm mộ đã viết trên Twitter rằng Manchester United thực sự nên mời Jennie trở thành đại sứ của họ. Bởi trước khi Pink Venom phát hành, Manchester United liên tục thua trận, nhưng sau đó lại thắng 4 trận liên tiếp. Hiệu ứng Jennie thật điên rồ. Được biết, Blackpink sẽ tiếp tục trở lại với một album đầy đủ với 8 bài hát mới cùng MV ca khúc chủ đề vào ngày 16 tháng 9 sắp tới. Bên cạnh nhiều sự trông chờ của khán giả, nhiều bình luận khác lại bày tỏ sự thất vọng trước sự kém chỉnh chu của Blackpink. Cụ thể, hầu hết người hâm mộ đều cho rằng 8 bài hát là số lượng quá ít cho một full album sau gần 2 năm vắng bóng của nhóm. Chưa kể đến các thành viên cũng không hề có sản phẩm hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài nào, mặc dù trước đó nhóm đã tiết lộ nhiều dự án khủng. Và một trong số những người cảm thấy thất vọng nhất với Blackpink hiện tại phải nói tới Ryan Tedder. Ryan Tedder là ca sĩ, kim nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, dòng hát chính của nhóm nhạc lừng danh nước Mỹ One Republic. Năm ngoái, truyền thông Mỹ và Hàn Quốc tiết lộ rằng hai thành viên Rose và Jennie đã đến làm việc trực tiếp với Ryan Tedder tại phòng thu của anh ở Los Angeles. Thậm chí, hai nữ thần tượng sau đó đã đăng ảnh check-in, làm dấy lên hy vọng Blackpink sẽ có dự án hợp tác cùng One Republic trong album sắp tới. Ryan Tedder còn từng nhiều lần khẳng định trong các cuộc phỏng vấn rằng mình đã và đang làm việc với nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới. Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng này, Ryan còn khiến các Blinks, tên người hâm mộ của Blackpink thêm phấn khích khi tiếp tục khẳng định rằng mình sẽ có sản phẩm hợp tác với nhóm. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của hàng triệu khán giả, trong số 8 nhạc phẩm sẽ được phát hành của Blackpink, không hề có sản phẩm nào của Ryan Tedder hay màn hợp tác riêng của Jennie và Rose. Nhà sản xuất âm nhạc 43 tuổi đã bày tỏ sự thất vọng xen lẫn phẫn nộ. Anh đã đăng tải lên dòng thời gian trang cá nhân Instagram một bài viết ngắn với hàm ý cảm thấy không được công ty tôn trọng. Không chỉ là sự thất vọng lớn, nhiều người bày tỏ sự lo ngại cho tương lai sau này của Blackpink và các nghệ sĩ K-pop khác. Không chỉ là Ryan Tedder, nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất nước ngoài liệu có còn tin tưởng vào các công ty giải trí Hàn Quốc hay không? Việc hợp tác sau này của các nghệ sĩ liệu có bị ảnh hưởng bởi chính cách làm việc vô trách nhiệm của các công ty quản lý như YG hay không?